Phương nhau luôn mà cả. Phương nhau tôi không muốn. Phương nhau tôi phải cách chạy thì bẩn. Thầy trên thầy hết cũng hay với người ghế. Ừ. Các cái giờ hết rồi, rồi giang giang. Ê, đây à? Thì cái phun nó viết bắn. Nướng sắp chín này các bạn. Thơm quá. Cái mình cho hết rồi cha. Mình hết rồi. Ôi mưa thật đấy. Hello. Này anh này. Nhìn của anh. Chú màu đấy. Chú màu đấy. Chú màu đấy. Nhiều cả. Đã thứ. Đã chú màu đấy. Quá vắng luôn kìa. Cho anh lên sóng một tí. Nướng sắp chín này các bạn. Thơm quá. Cái mình cho hết rồi cha. Mình hết rồi. Ôi mưa thật đấy. Hello. Này anh này. Nhìn của anh. Chú màu đấy. Chú màu đấy. Chú màu đấy. Nhiều cả. Đã thứ. Đã chú màu đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phát hiện này này xin mẹ đấy như được xin được quay chứ nước bao nước tay đi qua tay sâu nè u nè à ngáp qua trước mình trông cái nồi rồi chó mẹ quá xấu. Đây là món lòng nhồi các bác. Cái gì này, cái đất ran thì đi xăm đi, xăm nhiều vào chít chít luôn đi, cần gì nữa. Tắm cái đầu tư này bao nhiêu đấy? Chục triệu. Dạo này giàu hết. Giàu gì? Hết tiền rồi. Hết tiền thì mua cái xe. Tắm cái này có thì hết, mua xe thì hết rồi gì nữa. Xăm nhiều vào, xăm cứ chọc lấy vào. Căng, chọc nhiều, không ngon. Mình cho là đứa có nhiều nước vào đúng không? Với cả cái nước nó ra thì không ngon nữa. Căng quá tí lại nổ đó. Quá lâu quá chắc này đấy, cứ khỏe mãi thì gì thì bao chứ cách một gang em mà trông em xăm mà chít chít luôn ngon. Bỏ cái bát này ra cái viêm cấm ai động vào thằng là động gì của thằng đấy. Đây giờ cái này bỏ đâu nhỉ? Thử miếng nè. Cái này giờ quẳng đâu nữa? Hả? Cái này ra quảng đâu sao thấy quá là bùi, quá là ngon. Xào, xào, xào hết rồi. Cái này mà các vị, các vị ở bên này, tí còn cho lòng với gan vào giữa nữa mà. Cái lòng xào kìa. Ừ. Hiểu không? Có hiểu không? Rất là thơm các bạn ạ. Có cả mắc khén này, tiêu, có thảo quả, tiết, rau mùi, rau húng, hành, xôi. Tàn răng này rửa viên hoa bao mi dấu chẳng hạn. Đó rồi mà. Chết 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 dẹp dẹp hỏi cho cái mua hồ mồm rất táo hai chỉ còn điêu thì nó mà gì vậy nhanh tí sao được. Thử miếng đi cho lên sóng một tí mai họ lại biết mẹ nước lọc đa năng đấy.